các bậc phụ huynh, cô Hương xin chào tất cả các con. Chào mừng tất cả các con đến với tiết học trò chuyện về một số phương tiện giao thông. Bây giờ, cô mời các con cùng tham gia tiết học với cô Hương nhé. Cô có một số phương tiện giao thông, bây giờ các con cùng xem với cô nhé. Máy bay, ô tô, thuyền, tàu hỏa, tàu thủy. Để biết các phương tiện giao thông đi trên tuyến đường nào, chúng có đặc điểm gì, bây giờ các con hãy lắng nghe các phương tiện giao thông giới thiệu về mình nhé. Còn bạn, bạn là ai vậy? Tôi là tàu thủy, tôi chạy trên mặt nước. Tôi có thể chở rất nhiều người và hàng hóa đi một quãng đường dài. Rất nhiều hành khách chọn tàu thủy để đi du lịch vì tôi mang lại sự thoải mái cho họ. Xin chào, bạn là ai vậy? Chào bạn nhỏ, tôi là tàu hỏa. Tôi chạy trên đường ray. Tôi giúp chở con người đi khắp nơi trên mọi miền tổ quốc. Không chỉ chở người, chúng tôi còn có thể chở nhiều hàng hóa nặng nữa đấy. Tạm biệt bạn, tôi đi đây. Xin chào, tôi nhìn bạn rất quen. Bạn là... Chào bạn. Đúng là tôi rất quen thuộc với mọi người. Vì tôi chạy nhiều trên đường phố. Tôi là xe hơi. Tôi có thể chở bạn đi du lịch hay đi dã ngoại. Vậy còn bạn là ai? Xin chào, tôi là máy bay phản lực. Tôi bay được là nhờ động cơ phản lực. Tôi chở được rất nhiều người và hàng hóa. Có 4 nhóm phương tiện giao thông, đó là nhóm phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Bây giờ các con cùng nhau tìm hiểu từng nhóm phương tiện giao thông nhé. Nhóm 1 gồm có xe đạp, xe ô tô, xe gắn máy, xe xích lô. Đặc điểm chung của phương tiện giao thông này là gì? Đó là dùng để chở người, có thể chở hàng hóa, được lưu lại trên đường bộ, được gọi chung là phương tiện giao thông đường bộ. Nhóm 2 gồm có tàu vũ trụ, kinh khí cầu, máy bay. Đặc điểm chung của phương tiện giao thông này là dùng để chở người, dùng để chở hàng hóa và di chuyển trên trời, được gọi chung là nhóm phương tiện giao thông đường hàng không. Nhóm thứ 3 có cano, tàu thủy, thuyền buồm. Có đặc điểm chung là dùng để chở người, dùng để chở hàng hóa, đi được dưới nước. Người ta gọi chung là nhóm phương tiện giao thông đường thủy. Nhóm 4 gồm có chiếc tàu hỏa. Đặc điểm của nhóm này là gì? À, dùng để chở người, chở hàng hóa, được di chuyển trên đường sắt, được gọi chung là phương tiện giao thông đường sắt. Trò chơi bé thông minh. Ở trò chơi này, cô yêu cầu các con hãy quan sát và nói tên phương tiện giao thông đường bộ. Trong vòng 5 giây, các con hãy cùng suy nghĩ nhé. Hết giờ rồi, các con có suy nghĩ ra chưa? Đó là phương tiện giao thông nào? Ô tô và xe đạp, đó là phương tiện giao thông đường bộ đấy. Các con chơi tiếp nhé. Các con hãy quan sát thật kỹ cho cô. Có rất là nhiều loại phương tiện giao thông. Các con hãy quan sát trong vòng 5 giây. Nói cho cô biết phương tiện giao thông nào là phương tiện giao thông đường hàng không nhé.
giờ rồi. Phương tiện giao thông nào là phương tiện giao thông đường hàng không? Máy bay, kinh khí cầu, trực thăng. Các con hãy quan sát và chọn phương tiện giao thông đường thủy. Thời gian 5 giây bắt đầu. Đáp án là cano, tàu thủy và ghe. Trò chơi siêu trí nhớ. Các con hãy chọn phương tiện giao thông nào chạy bằng động cơ và chở được nhiều người và hàng hóa. Các con hãy nhìn xem có trùng với đáp án với cô Hương không nhé. Máy bay, tàu thủy, tàu hỏa. Xin chúc mừng các con. Các con hãy tìm phương tiện giao thông có dấu hiệu chạy bằng sức người, chở được ít người và ít hàng hóa. Chúng mình cùng kiểm tra kết quả với cô Hương nào. Xe đạp, ghe. Đúng rồi, xin chúc mừng các con. Tiếp theo, các con hãy tìm phương tiện giao thông chạy bằng động cơ, chở được nhiều người và nhiều hàng, tốc độ chạy nhanh nhất. Sau đây là đáp án của cô, đó là máy bay. Xin chúc mừng các con. Các con ơi,